Hai cả nhà ha, cảm ơn mọi người đã bấm vào xem video của Lý nha. Thì hôm nay tiếp tục review cho mọi người về giá xe mới nhất của dòng xe Sati Rider và dòng xe Sonic ha. Hiện tại thì ba em này trong tháng gần Tết rồi thì đang có hỗ trợ chương trình giảm giá như thế nào và chương ra sao thì mọi người cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho Lý con số hotline 0346 552 628 ha. Liên hệ trước cho Lý để được hỗ trợ ưu đãi, ngoài ra còn được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng xe lại nữa nha. Thì màu sắc thì hôm nay lên cho mọi người này, Sati trước ha. Em này là có sơn lên màu trắng và màu tím ha, trắng tím tím này, rất là lạ mắt luôn. Màu này thì từng bữa Lý có sơn lên một em xe nhưng mà màu tím đậm á, thì cũng nhiều anh chị em rất quan tâm về mẫu này luôn, thì nên Lý có sơn lên thêm một em màu tím nhạt nữa thì cũng rất là lạ mắt luôn cả nhà. Màu xanh cho mọi người ha, có cả màu xanh, màu đỏ và màu đen cho cả nhà cùng lựa chọn nha. Mức giá hiện tại đối với Sachia thì có hai phiên bản chính hãng và tư nhân. Chính hãng thì đang có mức giá cho mọi người là 44.900 và tư nhân thì có mức giá là 47.900 về phiên bản ha. Kế tiếp là về dòng xe Rider thì có đủ màu sắc cho mọi người cùng lựa chọn nha. Như em này là em xe màu xám bạc này, kế tiếp là màu tím tím xám đen này, màu đỏ candy này, rất là nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn ha. Trong video này Lý gửi lướt sơ qua thôi, còn muốn biết kỹ chi tiết hơn thì cả nhà có thể inbox riêng để Lý gửi cụ thể hình ảnh chi tiết qua cho mọi người cùng tham khảo ha. Mức giá của Rider hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 43.900 nha, trả trước thì cần 5 triệu đồng là sở hữu xe rồi ha. Sachi đây có màu trắng cam này, màu xám xi măng này, màu vàng chanh ha, đây rồi em xe màu xanh này. Đó, rất là nhiều màu sắc nha, để lúc sơ qua màu cho mọi người coi. Còn muốn biết kỹ chi tiết hơn thì có thể inbox riêng qua Zalo để Luyến báo giá chi tiết hơn cho mọi người ha. Mức giá chỉ từ 44.900 đến 47.900 thì phiên bản trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng là sở hữu xe ha. Và cuối cùng là dòng xe Sonic, dòng xe mà cũng đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm luôn, trả trước 5 triệu đồng là sở hữu xe rồi, đủ màu sắc cũng như phiên bản cho mọi người cùng lựa chọn nha. Mức giá hiện tại đối với dòng xe Sonic thì đang hỗ trợ cho mọi người là chỉ có 48.900 đến 50.900 từ phiên bản nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng là sở hữu xe rồi. Màu zin thì Luyến đủ màu luôn, zin sơn thì đủ màu cho mọi người cùng lựa chọn nha. Anh chị em mà thích mẫu nào cũng như đang quan tâm về mẫu nào, cứ inbox riêng qua Zalo cho Luyến để Luyến báo giá cũng như là hỗ trợ sang xe lại cho cả nhà nha. Chi tiết về giá xe thì inbox qua Zalo cho Luyến là 0346 552 628 để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nha. Cảm ơn mọi người.